Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 96, xem kịch. Bá tổ mẫu, cháu thật sự không cố ý, cháu chỉ muốn dẫn tam tỷ đi ngắm chim, không cẩn thận mới. Lâm Phương vừa nói vừa nhìn Lâm Huyền, tam tỷ, tỷ nói có phải như vậy không? Lâm Uyển vừa há miệng định nói chuyện thì bị đụng đến chỗ bầm nơi eo, nên vừa ho khan vừa gật đầu, bá tổ mẫu, là thật. Tử muội muội không cố ý, người tha cho muội ấy đi. Nếu muốn người khác không biết thì đừng làm, lão thái thái chi trưởng sầm mặt, đẩy ngã một người cần bao nhiêu sức, vô ý nhẹ tay là có thể đẩy tam tỷ cháu xuống núi à? Tam tỷ cháu che đậy cho cháu, cháu còn không biết hối cải lục nha đầu muốn nói cho ta biết sự thật cháu còn nói con bé muốn hại chết cháu ngộ nhỡ mặt tam tỷ cháu bị thương thì làm sao lấy chồng đây xế chiều hôm nay nghe tam tỷ cháu trả lời ấp úng là ta liền biết trong chuyện này có vấn đề bằng không đã chẳng tới đây hỏi thăm cho rõ ràng lâm phương nghe vậy lòng liền trùng xuống hơi ngẩng đầu oán hận liếc nhìn lâm di ta hỏi cháu có phải cháu còn cho rằng là lỗi của người khác không coi như lục muội muội cháu không tới nói cho ta biết, cháu cho rằng ta không tra ra được. Mất hết mặt của chi thứ ba rồi, trưởng bối trong tộc đều đang nhìn đấy, không ngờ chi chúng ta lại có một đứa cháu lòng dạ ác độc như vậy. Lâm Phương sụi lơ khuyêu xuống đất. Lão thay thay nhánh cả vẫn không cho Lâm Phương cơ hội thở lấy hơi, cháu nghĩ thế nào mà đòi lên đỉnh núi ngắm cành. Lâm Phương vẫn không chịu nói thật, là cháu vừa hay đi ngang đó nghe nói trên đó có một cái đình vừa được sơn mới rất đẹp, cho nên cháu mới muốn lên nhìn một cái. Lão thai thay nhánh cả cười khẩy, cho nên bà từ hầu hạ bên người cháu mới sớm chờ sẵn cạnh đình từ trước. Trong vườn nhà tất nhiên đâu dễ gặp rắn, vì vậy Lâm Phương sai bà tự tìm rắn thả sẵn ở đình để hù dọa Lâm Huyền. Không ngờ Lâm Huyền lại gọi Hoành Ca cùng đi ngắm chim. May mà rắn cắn nhị đệ cháu không phải là rắn kịch độc bằng không thằng bé đã mất mạng rồi lão thay thay nhánh cả nhìn lâm phương chằm chằm cháu chọn đi tự mình trở về nói rõ ràng với tổ mẫu cháu hay là muốn ta giao cháu cho trưởng bối trong tộc phân xử xem có phải ta trách oan cháu hay không lâm phương gần như đã không còn đường nào để đi quỳ dạp trên mặt đất cháu gái sai rồi cháu tranh cãi với tam tỷ mấy câu nên mới đẩy tam tỷ một cái còn chuyện con rắn kia ở đâu ra cháu thật sự không biết lão thay thay nhánh cả nói, chuyện khác ta không biết, cháu tốt nhất nên cầu mong bà từ bên người cháu làm việc chu toàn đi. Đây là địa bàn của Trần Thị, nếu để người trong tộc nhìn ra được mánh khóe, ta có muốn che giấu giúp cháu cũng không được. Nghĩ tới nhà tổ nhiều người như vậy, Lâm Phương bắt đầu luống cuống, bá tổ mẫu. Người vẫn luôn thương cháu mà, cần này người phải giúp cháu, cháu thật sự không có ý hại ai hết. Dứt lời nàng ta hòa khóc lão thái thay nhánh cả sầm mặt nói cháu cho rằng ta đồng ý để cháu bị mất mặt trước người trong tộc ư tự cháu làm cháu mất mặt chứ không ai khác nói không chừng còn liên lụy tới tỉ muội của cháu nếu ta không thương cháu ban nãy ta đã chất vấn cháu ở trước mặt các trưởng bối trong tộc rồi sao lại phải chờ đến bây giờ lâm phương thấy không còn biện pháp thoái thác nữa sợ ngộ nhỡ bị người trong tộc phát hiện thì ngay cả lão thái thay nhánh cả cũng không giơ tay giúp đỡ nàng ta liền nức nở nói bá tổ mẫu nói đúng lắm về sau cháu không dám nữa đâu lão thái thay nhánh cả thở dài ở trước mặt ta nhận lỗi với tam tỷ cháu đi đúng là luận tính tình cháu thua xa tam tỷ cháu lâm phương cắn răng quay sang nhìn lâm huyền ngồi trên giường vành mắt lâm huyền đỏ hồng nàng ta nhỏ nhẹ bá tổ mẫu chuyện này không nên trách từ muội muội lão thái thay nhánh cả cau mày nhìn lâm phương lúc trước ta cho rằng cháu rất hiểu chuyện trải qua chuyện này. Cháu phải học hỏi tam tỷ cháu nhiều hơn, về sau mới có thể có những ngày tháng an nhàn. Lão thái thái nhánh cả nói lời này quả thật không hề sai, nếu Lâm Phương còn tiếp tục ngu xuẩn như vậy thì chỉ tổ dứt thêm quả ác vào người. Phải sở hữu thủ đoạn cỡ Lâm Nguyền, may ra nàng ta mới sống sót được. Câu này mà truyền tới tại nhị thái thái điện thị, nhất định điện thị cũng tán đồng. Mặt Lâm Phương cắt không còn hột máu, cúi đầu nhận lỗi với Lâm Nguyền. Lâm Nguyền giật mình, vội vàng muốn đi chân trần xuống giường cầu xin lão thái thái nhánh cả giúp Lâm Phương. Lão thái thái nhánh cả vội đỡ Lâm Nguyền dậy, đứa bé ngoan, ta chỉ muốn cho từ nha đầu một bài học thôi, để con bé hiểu được tình nghĩa giữa tỷ muội tương lai các cháu đều lần lượt gả ra ngoài, còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Cháu càng bao che cho từ muội cháu là càng hại nó, chuyện này cháu không nói ra, ta không xử lý sớm ngộ nhớ bị người trong tộc làm rõ ràng trước. Cháu nói xem về sau làm sao tử nha đầu còn mặt mũi để sống nữa. Tổng trưởng lên tiếng có người trong tộc nào dám không nghe đâu, vì vậy ta mới muốn đưa tử nha đầu về kinh, tạm thời lánh mặt sẽ tốt hơn. Lâm Phương nghe xong, mồ hôi lạnh dịn ra đến mức ướt người. Lão thai thai nhánh cả quay sang nhìn Lâm Phương, cháu cứ trở về hỏi tổ mẫu cháu đi, trong tộc từng trừng trị nữ quyền thế nào lão thái thái nhánh cả nói tới đây, bạch ma ma bước vào báo, đại thái thái đến à. Đại thái thái đồng thị đi vào, nhìn thấy lâm phương quỳ trên đất, chuyện. Gì vậy, lão thái thái nhánh cả vừa định lên tiếng thì lại ôm ngực ho khan, bạch ma ma vội vàng đi tới vuốt lưng cho bà. Đại thái thái, chuyện hôm nay, ta cũng đã trừng phạt tử nha đầu rồi, tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Chúng ta phải giúp Từ Nha Đầu che mắt người trong tộc. Hãy cho người đi hỏi thăm, hễ có tin tức gì đều phải ngăn cản hết. Bà ngừng một lát, ta già rồi, mấy chuyện này đành nhờ cậy cô vậy. Đại thái thái đồng thị nghe vậy liền khấp khởi mừng thầm, vội vàng gật đầu, lão thái thái yên tâm, con dâu sẽ nhất định tìm cách hỏi thăm. Lão thái thái nhánh cả lại nhìn về phía Lâm Phương, Từ Nha Đầu, nếu về sau còn xảy ra những chuyện thế này ta sẽ là người đầu tiên không tha cho cháu. Ánh mắt của Lâm Huyền hơi lóe lên, bây giờ hẳn Lâm Huyền đã phát hiện ra, hành động gian dậy Lâm Phương của lão thái thái nhánh cả trước đó giống như là tạo cơ hội cho đại thái thái đồng thị đứng ra gian xếp ôn thỏa, trừng phạt Lâm Phương trước rồi lại nói đỡ cho nàng ta, tính ra đều là vì nghĩ cho Lâm Phương cả. Cho dù Lâm Phương nhìn không thấu thì trở về thế nào cũng sẽ kể lại hết với Điền Thị. Điền Thị thông minh như vậy, làm sao không rõ chiêu trò trong màn này đại thái thái và lâm huyền muốn giả làm người tốt vậy thì để bọn họ làm người tốt đến cùng đi cứ như vậy chẳng khác nào lão thái thái nhánh cả đang phơi bày ý định muốn nhận đại bá phụ làm con thừa tự của mình kể tiếp phải xem nhị lão thái thái đồng thị và nhị thái thái điền thị chuẩn bị đối phó thế nào ta muốn tìm người đưa lâm phương trở về kinh trước cô thấy sao lão thái thái nhánh cả hỏi thẳng ý đại thái thái đồng thị chuyện này con dâu đứng trước ánh mắt thâm sâu của lão thái thái nhánh cả đại thái thái đồng thị cảm thấy dường như năng lực trị gia của mình đang bị lôi ra đánh giá đây là một lựa chọn khó khăn lâm di cụp mắt nhìn xuống im lặng ngồi ở một bên thả lỏng tất cả dây thần kinh bình thường đều là nàng căng thẳng suy nghĩ lần này đổi cho mẹ con lâm huyền đi dù sao thì chọn vế nào cũng sai cả. Lâm Phương trở về kinh, sao người trong tộc không hiểu được nguyên do chứ? Còn nếu Lâm Phương ở lại, ngộ nhỡ người trong tộc cứng rắn, quyết điều tra đến cùng thì sao? Đại thái thái đồng thị dẫu có lợi hại hơn nữa, cũng hơn được với lão thái thái nhánh cả ư. Cuối cùng đại thái thái đồng thị chọn đưa Lâm Phương về kinh. Có lẽ trong mắt của đại thái thái đồng thị, Lâm Phương đi rồi, bên cạnh lão thái thái nhánh cả sẽ chỉ còn tại người nhà bà ta. Lâm Uyển cau mày nói, để một mình tứ muội muội trở về như thế không tốt lắm. Hay là cháu về cùng với tứ muội muội? Lão thái thái nhánh cả sầm mặt nói, cháu vừa ngã bị thương, đi đường sóc này làm sao chịu được. Chưa kể chúng ta đã nói rõ với mọi người là trong kinh vừa gửi thư, nhị thái thái không được khỏe, tử nha đầu mới nóng ruột muốn trở về gặp mẫu thân lão thái thay nhánh cả tại quay sang hỏi Lâm Phương, từ nha đầu muốn ở tại hay muốn hồi kinh. Lâm Phương nuốt ử, một cái, cháu. Vẫn nên trở về thì hơn, tính Lâm Phương ấy à, vào thời điểm mấu chốt, nàng ta chỉ nhớ mỗi vị mẫu thân quan thi âm Bồ Tát kia của mình thôi. Mọi người người đạt được thỏa thân chung xong, đại thái thái ra mặt sắp xếp đưa Lâm Phương về kinh. Vừa hay trong tộc cũng có người muốn vào kinh mua một số sách, nhờ vậy bọn họ đỡ phải chuẩn bị nhiều. Sau đó, dẫu cho đại thái thái đồng thị ở lo trên lo dưới thế nào, chuyện về Lâm Phương vẫn bị tuồn ra ngoài như hạt cát chảy qua kẽ tay. Ảnh hưởng lớn nhất với bọn Lâm Di chính là đồng thị chăm sóc cho Hoành Ca quá chu đáo. Ngày nào Hoành Ca cũng phải sầu não trao mày với Lâm Di, cũng may Hoành Ca giỏi chịu đựng, từ từ rồi cũng qua. Tin tức chậm rãi được truyền về kinh, cuối cùng cũng đến tại nhị lão thái thái đồng thị lâm phương sụt sùi vùi vào lòng điện thị tổ mẫu cháu gái nói không sai mà nhị lão thái thái đồng thị liếc nhìn lâm phương rốt cuộc cháu có đẩy tam tỷ của cháu không đương nhiên lâm phương đã được nhị thái thái điện thị mách bài trước cháu và tam tỷ tỷ cùng bắt bướm không cẩn thận mới thật sự là do không cẩn thận thôi sao cháu có thể độc ác như thế cháu có cố giải thích với lão thái thái nhánh cả nhưng không ai chịu nghe. Khỏe mắt nhị lão thái thái đồng thị hơi lóe lên, cháu nói lúc cháu đang nói chuyện với Tam nha đầu, Lục nha đầu vừa vặn xông vào. Bên ngoài không có nha hoàn trông chừng, Lâm Phương dùng khăn lau nước mắt, cháu gái cũng thấy là rõ ràng là đã được sắp đặt sẵn từ trước, cố ý khiến Từ nha đầu gây ra tai họa ở nhà tổ, khiến bà ta không thể nói ra miệng chuyên đề cử lão nhị làm con thừa tự. Nhị lão thái thái đồng thị liếc nhìn Lâm Phương, từ hôm nay trở đi không cho phép cháu ra khỏi phòng. Vẻ oan ức trên mặt Lâm Phương lập tức biển thành kinh ngạc, tổ mẫu. Tổ mẫu, cháu, vừa nói nàng ta vừa kéo tay Điền Thị xin giúp đỡ. Điền Thị còn chưa lên tiếng, nhị lão thái thái đồng thị đã nói, đều do ngày thường cháu quá kiêu căng mới ra có sự. Chuyện này không thể để trôi qua như vậy, nếu không chừng trị Lâm Phương, bọn họ sẽ không còn lập trường nói chuyện với người trong tộc. Tổ mẫu, vì cháu tức quá, đại ba mẫu và bọn tam tỷ rõ ràng âm thầm. Nhị lão thái thái đồng thị tỏ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, thể thì sao, ai nói cháu có thể hại tỷ tỷ cháu à? Lâm phương há to miệng, cuối cùng lại không nói thêm được chữ nào. Nhị lão thái thái đồng thị nhìn sang Trần Doãn Chu ngồi cạnh đó, con nói một câu đi, muốn để Lâm Phương ở trong nhà tu thân dưỡng tính, hay là đưa nó đến Am Ni học phép tắc một thời gian rồi đón trở về. Lâm Phương nghe thấy ba chữ Am Ni tiền dụng rời ngã ngồi ra trên đất. Mặt Trần Doãn Chu hết xanh rồi lại đỏ, nhìn Lâm Phương nghiêm nghị nói, không chịu hiểu thì đừng hòng ra khỏi phòng. Lâm Phương khóc tóc cỡ nào cũng bị kéo trở về phòng nhốt tai. Sau khi trở lại phòng mình, Trần Doãn Chu lập tức gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất đại ca dám làm chuyện đáng hận như thế. Nếu ta không thể thành công bám vào nhánh cả, vậy cũng sẽ không để hắn thực hiện được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 97, đàn bà đanh đá. Lâm Di ngồi bên người lão thái thái chi trưởng nghe tin tức trong kinh. Đại lão gia và nhị lão gia cùng đi ra ngoài một chuyện, từ khi trở về liền không nói với nhau câu nào. Lão thái thái chi trưởng hừ, khi liên quan tới lợi ích cá nhân, đến huynh đệ ruột thịt cũng không tha. Đại bá và nhị bá hẳn đã kết luận cha sẽ không thể sống mà trở về nữa. Như vậy lão thái thái chi trường sẽ phải chọn một trong hai bọn họ làm con thừa tự. Bạch ma ma kể tiếp, nhị lão thái thái vô cùng tức giận, đến mức phải mời lang chung luôn. Tứ tiểu thư cũng bị nhốt trong phòng hối lỗi, hiện giờ bên nhị lão thái thái đồng thị đúng là cảnh gà bay chó chạy đại thái thái đồng thị và lâm Nguyền ở nhà tổ cũng không yên bạch ma ma nhỏ giọng kể nhị lão thái thái cho người gửi thư mời đại thái thái trở về lão thái thái chi trưởng cười khẽ để cô cháu bọn họ từ từ bàn tính đi bà dừng một thoáng nhị lão thái thái chắc chắn sẽ cho người đến nhà tổ xin giúp đỡ ngươi hãy cho người trông chừng xem thử là ai giúp đỡ nhị lão thái thái giờ trò Bạch ma ma gật đầu lão thái thái cứ yên tâm Chúng ta bầy bố lâu như vậy, đang ở thời điểm mấu chốt, nô tỳ nào dám bất cần. Bà muốn thừa cơ hội này, điều tra xem là chi nào thông đồng với tổng thị. Bạch mama lui xuống sắp xếp, lão thái thái chi trưởng mới mở thư tiểu Tiêu thị gửi ra đọc. Tình hình trong kinh cực kỳ căng thẳng, trịnh gia âm thầm đưa tin cho tiểu Tiêu thị, Trần Doãn Viễn ở trong mục tuy khổ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lão thái thái chi trưởng cất thư đi, đây cũng là tin tốt. Lâm Di gật nhẹ, kế tiếp chỉ còn đợi tin của phía Phúc Kiến là có thể giải quyết dứt khoát rồi. Ngoại trừ thư của tiêu thị, trong nhà còn đưa tới cả thư của tề tam tiểu thư và Trịnh thất tiểu thư gửi cho Lâm Di. Lâm Di trở về phòng xem thư gửi cho mình, trong thư trịnh thất tiểu thư kể rằng ngày nào Huệ Hòa quận chúa cũng cảm giam về chuyện khang quận vương đang yên lành thoải mái tự nhiên lại muốn tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay như Phúc Kiến. Huệ Hòa quận chúa lo lắng, liên tục cho người ra ngoài hỏi thăm, hy vọng Khang quận vương có thể bình an hối kinh. Rồi trịnh thất tiểu thư lại truyền sang hỏi thăm thông châu thể nào, nói đến chuyện của Trần Doãn Viễn, cô bé an ủi khuyên Lâm Di đừng quá lo lắng, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Lâm Di khẽ cười, đừng thấy trịnh thất tiểu thư tính thẳng thắn như vậy, nhưng viết thư an ủi người ta thì toàn dùng mấy từ tôi nghĩa, khó hiểu hơn cả mưu sâu mấy lớp của Lâm Huyền. Thế nhưng tấm lòng của cô bé qua những con chữ mộc mạc này lại khiến nàng thấy ấm lòng. Đọc thư xong, Lâm Di lấy giấy viết thư ra định ngồi âm thì phát hiện trong bao thư còn một tờ giấy xếp nữa. Nàng mở tờ giấy ra, chữ viết trên đó hoàn toàn khác chữ của trịnh thất tiểu thư, nét bút mạnh mẽ nhưng kiểu chữ lại vô cùng đẹp đẽ. Trên giấy chỉ viết một hàng chữ nhỏ, sau khi nhận được tin, trong vòng 15 ngày sẽ đến phúc kiến trong vòng 15 ngày sẽ đến Phúc Kiến. Trước mắt Lâm Di bỗng xuất hiện bóng dáng của Chu Thập Cửu. Người này nhờ trịnh thất tiểu thư gửi tin cho nàng. Hẳn vì biết rằng cho dù không muốn nàng cũng sẽ xem nội dung trên giấy là gì. Đúng là mỗi tiếng nói mỗi cử động của người này đều được tính toán kỹ. Lâm Di nhìn ngày gửi thư của trịnh thất tiểu thư, theo đó mà tính thì còn 7-8 ngày nữa hắn sẽ đến Phúc Kiến. Cất thư của trịnh thất tiểu thư đi, Lâm Di nâng chén trà lên uống, cả buổi sau mới nhớ vẫn chưa mở thư của tề tam tiểu thư ra xem. Tề tam tiểu thư viết khá ngắn, chỉ hỏi thăm Lâm Di rồi mời nàng sau khi hội kinh thì đến tề ra chơi. Những ngày sau đó, rốt cuộc Lâm Di được cũng tận hưởng không khí trong lành ở nhà tổ, cùng Hoành Ca và Lão Thái Thái nhánh cả chứng kiến thêm vài màn kịch. Nhị Lão Thái Thái đồng thị cho người tặng ngũ Lão Thái gia trong tộc một miếng ngọc như ý nhị lão thái thái đồng thị đúng là thương đứa con út Trần Doãn Chu đến mức không tiếc bạc. Đại thái thái đông thì cũng không cam lòng yêu thế, liên tục qua lại thân thiết với con dâu của tử lão thái gia. Ngũ lão thái gia đến nhà tông trưởng chơi, tử lão thái gia cũng đi theo, lôi đài giữa hai bên lại được dựng lên. Lão thái gia nhà mình tới chỗ tông trưởng phát huy, hai lão thái thái chi thứ tự và chi thứ năm cũng lần lượt tìm trưởng lão thái thái chỉ thứ ba nói chuyện. Ban đầu Hoành Ca và Lâm Di còn nấp sau vách ngăn hóng chuyện, qua mấy lần Liên không còn hứng thú nữa. Hoành Ca ra ngoài chơi cùng các huynh đệ trong tộc, Lâm Di vừa theo thùa vừa ngủ gà gật, Lâm Sương thấy nàng như vậy thì kéo nàng ra ngoài, đi giúp ta chọn nha đầu thị tỷ nào. Kiếp trước Lâm Di gả cho Lâm Gia cũng trải qua chuyện này, nhưng khi đó nàng chỉ dẫn theo Linh Lung và Quất Hồng, còn lại đều do tiêu thị sắp xếp. Hai đại nha đầu bên người đương nhiên không cần phải nói, còn cần chọn thêm hai nha đầu nhị đẳng vừa trung thực vừa có mặt mũi coi được một chút. Mặt mũi coi được lại trung thực, thấy Lâm Di hơi giật mình, Lâm Sương nhỏ giọng nói, tương lai phải giữ lại làm thông phòng, như vậy sau khi gả đi mới không lo trượng phu mèo mỡ bên ngoài. Ngay cả chuyện này Lâm Sương cũng lo sẵn rồi. Hai người đi đến một chỗ vắng, Lâm Sương mới ấp úng giải thích, mẹ ta có cho người hỏi thăm rồi. Trong phòng hẳn có hai đại nha đầu đều rất xinh đẹp, thành ra hai người trong nhà chọn giúp ta lúc trước liền trở nên hơi kém sắc cho nên lần này ta phải chọn thêm hai người nữa phòng xa thì tốt nhưng nha đầu biết mình có cơ hội làm thông phòng sẽ có thể một lòng với chủ sao lâm sương chọn từ trong mười cô bé ra được hai người hầu ở đời trong nhà lâm sương cũng giải thích thêm cho lâm di hiểu người hầu ở đời trong nhà tốt hơn cha mẹ bọn họ đều sống ở nhà mẹ đẻ mình khế ước bán thân cũng ở trong tay mình có muốn vùng lên cũng không được, trừ phi không quan tâm tới người nhà. Thiếp thất có được yêu chiều thế nào cũng không qua nổi chủ mẫu, cho nên phải xem họ một lòng với ai. Lâm Di đi theo Lâm Sương học hỏi kinh nghiệm làm chủ mẫu, kết hôn rồi phải nghĩ cách giữ phu quân ở trong phòng mình, kể cả phải lợi dụng tới cả nha hoàn bên người, sau khi mang thai sinh được con nối dòng thì mới coi như đã ngồi vững ở vị trí chính thất. Hễ đã gả ra ngoài, nữ giới luôn phải nghĩ cách ổn định địa vị của mình. Cuối cùng Lâm Sương ủ rũ tựa đầu lên vai Lâm Di, muội nói xem, ngay cả tính cách thật sự của người đó thế nào ta cũng không biết, vậy mà phải nghĩ xem nên làm thế nào để hòa hợp. Chẳng những phải gã đi còn phải chọn mấy nha hoàn có khuôn mặt đẹp cho hắn. Bình thường luôn cảm thấy thủ đoạn trừng trị mấy di nương trong nhà của mẹ hơi quá tàn nhẫn, bây giờ đến phiên mình mới biết. Đúng là không cam lòng nổi nói xong nàng ngước lên nhìn lâm di tương lai muội sẽ gả cho kiểu người thế nào nhỉ lâm di cười khổ chuyện này ai có thể nói trước được chứ lão thái thái nhánh cả vừa ý tề nhị lang nàng cũng thấy chấp nhận được chỉ là tề gia luôn né tránh xem ra phải chờ đến khi tề nhị lang qua kỳ thi mùa xuân có công danh rồi mới có thể nhắc tới chuyện cưới hỏi lâm sương bắt đầu liệt kê tường tận mấy biểu ca thân thiết với mình trình nhị quá háo sắc lý tam nhu nhược lắm lý tử thì hẹp hòi tính tình lại thất thường hơi tí là sụ mặt người quỷ đều không muốn tới gần nhìn thấy mặt tên đó là thấy xui rồi ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ có mấy tên này nhưng chẳng tên nào xứng với muội cả khi nhắc tới lý tử rõ ràng lâm sương nói nhiều hơn những người khác lâm gì thử thăm dò lý tử lang là ai vậy hả? À? ánh mắt lâm sương liền u ám hẳn đi con trai thứ nhà cô mẫu của ta Suốt ngày luôn miệng đòi lập công danh, không bằng được một góc của ca ca muội mà đòi học theo người ta. Chỉ là một tên nhà quê mà cứ muốn so với con cháu gia tộc lớn. Thì ra người trong lòng Lâm Sương và người nàng ấy phải gả là hai người khác nhau, thảo nào Lâm Sương lại cảm thấy uất ức. Đích nữ nhà đứng đắn phối với con thứ nhà khác sẽ bị người ta chê cười, trưởng bối Trần gia đương nhiên sẽ không đồng ý. Lâm Sương cố nuốt ngược nước mắt trở vào lâm di chỉ có thể và không hiểu được nắm chặt tay lâm sương lâm sương lau khô nước mắt rồi kéo lâm di trở về đến chỗ ở của lão thái thai nhánh cả bạch thược tiến lên hành lễ với hai người lão thái thai nhánh cả đến chỗ chi trường rồi à lâm di nhỏ giọng hỏi xảy ra chuyện gì sao bạch thược nói con dâu của chị thứ tư và chi thứ năm đánh nhau nghe nói đến mức đổ cả máu lão thái thai nhánh cả đành qua đó khuyên can lâm sương đang ủ rũ lập tức tươi trở lại kéo tay lâm di đi 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 cho muội mở mang tầm mắt chi thứ ba bên muội luôn ở ngoài làm quan làm gì có dịp thấy mấy cảnh này lâm sương là đích nữ của chủ trương đương nhiên hiểu rõ địa hình trong nhà mình nàng dẫn lâm di đi qua vài ngã rẽ quanh co thì nhìn thấy tiểu viện của lão thái thái nhánh cả lâm sương cùng lâm di rón rén tới gần rồi nấp dưới hiện hành lang Trước mặt vừa vặn có một bụi hoa che được thân hình của hai người. Lầm gì ló mặt ra nhìn thì trông thấy một người đàn bà đang đấm ngực gào khóc. Tôi còn đường sống được sao? Rõ ràng là có chỗ dựa liền lên mặt ức hiếp người khác kia. Hôm nay phải nói cho rõ ràng ở trước mặt trong tộc. Tông trường mặc kệ thì phải đi gặp quan. Bên cạnh có ai đó đưa tay đỡ người đàn bà kia. Người đàn bà kia liền hung hăng hất tay người nọ đi. Tiếp tục gào lên hôm nay đừng ai hòng giả lơ cho qua chuyện, cũng đừng ai hòng cản tôi. ngộp kép, người đàn bà kia quay đầu lại, Lâm Di nhìn thấy trên vạt áo của cô ta có vết đỏ tươi, từ xa nhìn lại trông khá dễ sợ. Lâm Dương giảng giải, đây là nãi nãi bên chị thứ năm, đừng thấy cô ta gầy như thế mà lầm, kỳ thật cô ta vốn là con gái nhà giàu xa cơ thất thế. Lúc cô ta còn nhỏ từng ngã nên mũi bị tật tới giờ, và nhẹ cái là chảy máu mà cô ta cũng thích trương máu ra để hù dọa người khác. Trong phòng vọng ra một giọng nữ sang sàng khác, chỉ bất cần và cô chảy máu mũi thôi mà cô đã muốn gặp quan à, đi thì đi, để coi tới cúc đó ai mất mặt. ỉ vào nhà mẹ đẻ có được mấy đồng tiền bẩn liền hống hách không coi ai ra gì. Tổ tông của Trần Gia ơi! Các người mở mắt ra mà xem này. Lật trời rồi kìa. Thứ gì cũng có thể bước qua cửa Trần Gia chúng ta. Đúng thật là, nữ quyền của gia đình lớn trong kinh ấy à, có xích mích thì cũng chỉ nhướng mắt mỉa mai trong bóng tối thôi. Lúc ở Phúc Ninh nàng cũng thi thoảng nghe thấy phụ nhân mắng chửi người ta, nhưng cũng chỉ một hai câu xéo sắt rồi thôi. Cảnh tượng này đúng là lần đầu Lâm Di được chứng kiến. Cuối cùng vẫn nhờ lão thai thay nhánh cả nổi sung lên, đứa nào còn nói thêm một câu, ta liền đuổi đứa đó ra ngoài. Hai người đàn bà nghe vậy mới ngậm miệng lại người ta thường nói thanh quan khó quản việc nhà nhưng mấy màn thể này ở nhánh cả nhìn lắm thành quen rồi lão thai thai nhánh cả mắng hai người nọ một trận cả hai đều cúi đầu lắng nghe nhưng khi ra ngoài vẫn chừng mắt nhìn nhau một hồi mới ai đi đường nấy lâm di và lâm sương hết kịch vui để xem cho nên dắt tay từ tốn trở về đêm xuống lão thai thai nhánh cả mới từ chỗ chỉ trưởng quay a nhìn thấy nụ cười trên mặt bà lâm di mừng rỡ hỏi bá tổ mẫu trong tộc đồng ý để bá tổ mẫu nhận cha cháu làm con thừa tự rồi. Chương 98, độc kế. Lão thái thái chi trưởng kể, hai đứa con trai của nhị lão thái thái đồng thị quậy tung trời trong tộc, vị trí này mà ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng đánh nhau. Ta nhận con thừa tự là để dưỡng già chứ không cần người nhìn chăm chăm tài sản địa vị của nhà ta, chỉ bằng điểm này thôi, ta đã chẳng chấp nhận được đứa nào trong hai đứa đó. Theo tình hình trước mắt, trong tộc ủng hộ đứa con trai nào của đồng thị cũng sẽ đắc tội đứa còn lại không bằng bán cho ta một ân tình ta đã nói rõ với chi trường rồi nếu như cha cháu có mệnh hệ gì ta tuyệt đối không nhận con thừa tự nữa trăm năm sau tất cả gia sản của nhà ta đều sẽ phân cho người trong tộc như thế bên được lợi chính là người trong tộc bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý rồi với bên ngoài thì chỉ nói rằng ta muốn nhận cha cháu làm con thừa tự xảy ra sai sót gì ta sẽ chọn người khác. Đây là kế hoãn binh lão thái thái chi trường dùng để đối phó với tâm tư của đại bá và đại thái thái đồng thị. Trong suy nghĩ của họ, lão thái thái chi trường hết lòng thương yêu nàng và ca ca, cho dù cha nàng không thể ra khỏi lao mục, lão thái thái chi trường vẫn sẽ chăm sóc huynh muội bọn họ chu toàn. Lúc lão thái thái nhánh cả tuyển con thừa tửa, hẳn sẽ ưu tiên chọn đại bá không có con nối dòng cho dù đại bá cháu không chó con rơi bên ngoài, hay về sau thật sự không thể sinh thêm con trai, ta cũng không yên lòng giao ca ca cháu cho hắn. Lão thái thái nhánh cả thoáng ngừng lại, nếu quả thật cha cháu có mệnh hệ gì, ta sẽ cưu mang cả nhà cháu, tuy ta sẽ phải giao lại điền sản ruộng đất của trần gia cho người trong tộc, nhưng hồi môn của ta vẫn đủ phần cho hai huynh muội cháu. Lâm Di nghe xong, trong lòng liền nóng lên, lão thái thái nhánh cả cũng không còn cách nào khác cả nhà nhị lão thái thái đồng thị không dễ đối phó nếu không tranh thủ được sự ủng hộ của tổng trường cha nàng sẽ không thể thuận lợi trở thành con thừa tự của lão thái thái nhánh cả chưa kể thủ đoạn của nhị thái thái điển thị tuyệt đối không hề đơn giản hôm sau vụ này quả nhiên có kết quả thì gia vật nhị lão thái thái đồng thị đưa cho chị thứ năm là một miếng ngọc như ý cầu con ngoài ra còn có kinh văn do điển thị tự tay chép cả nhà chị thứ năm tiền như nhặt được bảo vật, bắt đầu dốc sức tán dương sự tương thiện của Bồ Tát sống điền thị. Nhị lão thái thái đồng thị bệnh nằm trên giường, nhị thái thái điền thị bụng mang dạ trừ mà vẫn phụng dưỡng bên giường. Trong khi đó đại thái thái đồng thị lại ở lì trong tộc để tranh giành vị trí con thừa tử, vẻ hiền lành hiếu thảo của đại thái thái đồng thị và lâm huyền đều chỉ là mặt ngoài. Cứ thể truyền đi truyền lại, đại thái thái đồng thị và lâm nguyền ở trong tộc đều không thể ngẩng đầu lên lâm nguyền nổi danh hiền lành từ lâu mấy ngày qua lại dù gì giúp tỉ muội trong tộc thiều không ít túi thơm nên đại đa số tỉ muội trong tộc đều đứng về phía nàng ta nhờ hào quang của con gái đại thái thái đồng thị khóc lóc một bản cũng thu được không ít cảm thông có điều như vậy vẫn chống chẳng lại lòng nhiệt tình của nhóm nữ quyền cậu con trong tộc vì vậy đại thái thái đồng thị đành tung đòn sát thủ đưa mình ra làm ví dụ bà ta đi theo nhị thái thái điện thị bái quan âm niệm phật biết bao nhiêu lần đến nay bụng vẫn không thấy động tĩnh gì lâm di chống cằm nhìn mây trôi trên trời nhị thái thái điền thị ở trong kinh thao túng mà vẫn có thể gây khó khăn cho đại thái thái đồng thị có thể thấy thị ta đúng là được phật quang chiếu sáng thời gian này hoành ca ở bên ngoài càng ngày không cưỡi ngựa bắn tên thì là bắt cá ra nhanh chóng đen sạm đi sau khi bắt được vài con thỏ tặng cho lâm di như hiện vật quý hoành ca còn cảm thán thư sinh yếu ớt lắm nam giới vẫn nên biết chút võ nghệ thì hơn nếu tề nhị lang học ít võ công huynh ấy đã chẳng ngã bệnh vào lúc thi hương nói không chừng còn có thể lấy được hàng đầu nữa nếu biết chút võ công cậu đã nhanh hơn con rắn kia một nhịp lâm di nghe vậy mới biết thì ra tề nhị lang vì bị bệnh nên chỉ xếp thứ 38. Lâm Sương kết thúc buổi học với mama dạy tễ nghi xong liền đi tìm Lâm Di, truyền lại cho Lâm Di cách vẫy khăn duyên dáng, làm sao khiến mẹ chồng vui vẻ, với cách làm phu quân hài còng. Lâm Sương nói nói một hồi thì ỉu xìu hắn, tìm được trượng phu tính nết giống mình là tốt nhất, như thể không cần nhiều cười cũng có thể biết được đối phương nghĩ gì. Người ta thường nói cầm sắt hài hòa, bởi vì cả hai món đó đều là nhạc cụ nên mới hài hòa được. Chứ nếu như bên đàn bên tai châu, vậy thành đàn gảy tai châu rồi, chẳng ai hiểu ai nói gì, làm sao hài hòa được. Lâm Di đỏ mặt, lấy khăn quất nhẹ vào người Lâm Sương, về sau tỷ đừng mang mấy lời ma ma dạy ra phân tích với ta nữa. Lâm Sương cũng thẹn, nhưng vẫn hùng hồn nói, sớm muộn gì muội cũng phải biết thôi. Kỳ thật Lâm Di cảm thấy vợ chồng không cần thiết phải giống tính nhau, người ta đều nói mẹ đẻ tiêu thị của nàng thông minh mới có thể hòa thuận với cha, nhưng tiêu tiêu thị bây giờ thành thật lại thẳng thắn, vậy mà vẫn ân ái hòa thuận với cha đấy thôi. Lúc trước nàng rất thích người thông minh, luôn cảm thấy người như vậy, một nụ cười một câu nói đều có thể khiến người ta kính phục. Mẫu hình lý tưởng của nàng chính là kiểu thong dong không màng danh lợi, lý trí biết kiềm chế, nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu, vừa sắc bén vừa uyển chuyển bất kể trải qua bao mài giũa cũng chỉ càng lúc càng sáng ngời cho nên kiếp trước nàng mới vui vẻ gả cho lâm chính thanh nhưng sau khi trải qua một kiếp nàng xin phép nói chữ miễn với dạng người khó lường đó người như thế cần kẻ khác làm tốt thí để bản thân thêm sáng ở chung rất khổ làm gì cũng phải cẩn thận dè chinh phận gái học ít một chút mơ mộng ít một chút chưa hẳn là chuyện sống. lâm di đứng dậy chỉnh lại váy rồi trở về đi ngủ. Hôm sau nàng được tin từ trong kinh gửi tới, thôi ngự sử đã bị bắt vì tội tham ô, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị đô sát viện tích biên. Lâm Di lập tức nhớ tới trận hỏa hoạn vào đêm tân hôn kiếp trước. Thôi nhị tiểu thư chưa vào được cửa nhà Lâm gia đã bị Lâm gia lợi dụng rồi. Việc thôi ngự sử tố cáo cha nàng, nhất định là Lâm gia cố tình thêm dầu vào lửa bằng không sao không bỏ nhỏ cho thông gia tương lai biết mà tránh chứ. Lâm gia không cần thoái thác mối này, bởi vì Lâm Chính Thanh đã biết trước rằng thôi nhị tiểu thư sẽ không có khả năng gả vào Lâm gia. Trong kinh bắt đầu dục dịch rồi, chứng minh khoảng cách đến điểm cuối đã không còn xa. Lão thay thay nhánh cả nhìn sang Lâm Di, chúng ta cũng nên thu dọn đồ đạc hội kinh thôi. Trước khi trở về tất nhiên phải phát lệnh họp tộc rồi bộ lão trong tộc đều tề tụ trong sảnh chính thức bàn về chuyện nhận con thừa tự của chi thứ ba. Chỉ cần được trong tộc thông qua, viết xong văn thư thì cha nàng sẽ được ghi dưới danh nghĩa của lão thái thái nhánh cả. Lệnh họp tộc vừa được phát ra, sành chính liền đầy ắp bộ lão trong tộc. Hai canh giờ sau, cửa chính mở rộng, mọi người lần lượt ra về, lão thái thái nhánh cả cầm văn thư tươi cười nhìn lâm di. Từ giờ cháu có thể gọi ta là tổ mẫu rồi là tổ mẫu chứ không phải là bá tổ mẫu lâm di đỡ tay lão thái thái nhánh cả mở miệng gọi tổ mẫu lão thái thái nhánh cả cười gật đầu tốt tốt rồi chờ cha cháu bình an quay lại tự tay viết tục danh của nó vào thì tờ văn thư này sẽ hoàn chỉnh mặc dù cha vẫn chưa được thả ra nhưng rốt cuộc cũng lấy được văn thư nhận con thừa tự lão thái thái nhánh cả và lâm di đều thấy nhẹ nhõm hơn buổi chiều bạch ma chỉ huy nha hoàn bắt đầu thu dọn hành trang lâm di tới phòng lâm sương nói lời tạm biệt lâm sương quyến tuyến nhìn lâm di ở tại thêm mấy ngày đi sao bỗng nhiên phải đi rồi lâm di cũng không nỡ xa lâm sương hai người ở cùng nhau một thời gian lâm di thật sự tiếc vì sao bên cạnh không có tỉ muội như vậy lúc tỉ thành thân ta sẽ lại tới lâm sương nói lúc đó cũng chưa chắc muội đã đi được tiểu thư chưa xuất giá muốn đi xa đều là đi theo trưởng bối, không biết khi đó lão thay thay nhánh cả có thời gian hay không. Lâm Di bỗng nhiên nghĩ đến một khía cạnh khác, sau khi tỷ thành thân, chẳng phải sẽ có thể tự do đi tại sao? Đây chính là chỗ cực tốt của chuyện thành thân. Lâm Sương và Lâm Di tươi cười nhìn nhau, nhưng vẫn không xua được vẻ buồn bã trên mặt. Chương 99, hồi kinh. Ở lại nhà tổ thêm một thời gian, lão thái thả chi trường mới dẫn con dâu, cháu trai và cháu gái hồi kinh. Lúc tới thì mang theo hai xe lớn quả cáp, lúc về trên xe lại chất đầy thịt rừng và đặc sản nông trang. Hoành ca khăng cưỡi ngựa đến bến đò, lão thái thái chi trường thấy hoành ca cười cũng khá thành thạo rồi, dành cho gia nhận đi theo thắp tùng cậu. Lâm Di trò chuyện với Lâm Sương cả một đêm, nên sau khi lên xe liền bảo Linh lung lót đệm tựa lưng vào thành xe mơ màng thiếp đi. Ngủ được một giấc, mở mắt ra nàng nhìn thấy nụ cười thân thiết của Lâm Nguyền, ngủ tiếp đi, khi nào đến bến đỏ ta sẽ gọi mùi. Nghe Lâm Nguyền nói vậy, cơn ngái ngủ của Lâm Di đều biến mất, nàng ngồi dậy lấy cửu liên hoàn Lâm Sương tặng mình ra chơi. Lâm Nguyền thì giết thời viên bằng cách thiêu thùa, nàng ta đang thiêu một chiếc đai buộc chán, cũng chẳng rõ là định tặng cho vị phu nhân nào. Lâm Nguyền không những giỏi mưu tính mà còn rất nỗ lực sau khi lên thuyền lâm di mới có cơ hội nói chuyện với lão thái thái nhánh cả sợ đại thái thái đồng thị và lâm huyền nghe trộm nàng bỏ qua không nhắc tới chuyện trong kinh mà chỉ nói ít việc nhà với bà được một cúc câu số âu chắc chắn rằng người nghe trộm đã cảm thấy chán đi sang một bên nghỉ ngơi rồi lâm di mới nhắc tới chuyện của lâm sương tổ mẫu có biết người đó không lão thái thái nhánh cả gật nhẹ ta có nghe thầm của chi trường đề cập qua thằng bé bên kia là người có chi tiến thủ quản lý điền sản trong nhà không tệ còn biết lên núi trồng dược liệu kiếm thêm thu nhập không phải là hàng chỉ biết ăn chơi đàn đúng nhưng khi nhắc tới thông phòng của người nọ lâm sương thật sự không quá hào hứng lão thai thay nhánh cả thở dài làm gì có hôn nhân nào thập toàn thập mỹ chứ ta thấy tính tình con bé lâm sương đó không quá cố chấp qua một thời gian nó sẽ nghĩ thông thôi cả ngày phải đối phó với thông phòng phải tìm mọi cách giữ phu quân lại trong phòng, còn phải cố gắng có con. Những chuyện này, tương lai nàng cũng phải trải qua sao? Sau khi xuống bến đỏ, xe ngựa chờ đoàn người về thẳng phủ nhành cả, Tam thái thái Tiêu thị đã chờ sẵn ở cửa thủy hoa, đón lão thái thái nhánh cả và đại thái thái Đồng thị xong thì đi thăm con trai con gái mình. Hoành ca đen hơn, gầy hơn, người cũng cao lên, tiểu thị quan tâm hỏi, vết thương trên đùi con thế nào rồi? Hoành Ca cười đáp, "Đã lành rồi, mẹ yên tâm đi." Tiêu thị lại quay sang Lâm Di, "Sao con cũng gầy đi vậy?" Bà nhỏ giọng nói, "Ta đã cho người hâm canh con thích, lát nữa ăn nhiều một chút." Thức ăn thức uống ở nhà tổ không hề tệ, nàng hơi gầy đi chỉ vì vừa lo lắng tình hình trong kinh, lại vừa bị Lâm Sương lôi kéo chạy đi khắp nơi thôi. Thu xếp cho lão thái thái nhánh cả xong, đại thái thái đồng thị mới dẫn Lâm Huyền trở về phủ của nhánh thứ hai lão thái thái nhánh cả cho hạ nhân lấy một nửa số quà trong tộc tặng để đại thái thái mang về cho nhị lão thái thái đồng thị tiễn hai mẹ con luôn bám lấy mình như keo dán xong lão thái thái nhánh cả mới thở phào một hơi bạch mama đóng cửa lại hoành ca và lâm di ngồi trên giường nghe tiêu thị kể chuyện trong kinh đã ba ngày rồi nhị bá vẫn chưa về nhà con dâu cũng mới cho người hỏi thăm được lần này hình như nhị bá định tổng quân ngột kép Tổng quân vào thời điểm này, lão Thái thay nhánh cả giật mình, song chỉ thoáng sau liền hiểu ra, đồng thị trước giờ không thiếu thủ đoạn, huống chi bà ta còn một đứa con dâu hiền đức giao du rộng rãi. Vẻ mặt của bà bình thản trở lại, đã có kẻ đi trước bán mạng rồi, giờ đến lúc gặt hái lợi lộc, chẳng ai muốn bị tụt lại đằng sau cả. Nhị thái thái điện thị đã thiết lập quan hệ với các quan to và gia đình hiền quý trong khoảng thời gian dài vào thời khắc quan trọng đương nhiên có thể bản lĩnh như thế. Nhắc tới chuyện này, tiêu thị thẹn thùng nhận lỗi, trước đó con luôn cho người để mắt trông chừng, nhưng không phát hiện thấy động tĩnh gì. Nhị tẩu vẫn ra ngoài giảng kinh như thường lệ, nhị lão thái thái chỉ quan tâm đến chuyện trong tộc, chẳng ngờ. Không trách được con, lão thái thái nhánh cả nhấp một hớp trà, chuyện lớn tầm ấy, bọn họ tất nhiên sẽ che chắn không để lọt giọt nước để có thể nhận lão tam làm con thừa tử bà cũng phải sắp đặt kín kẽ như vậy mà tiêu thị nghe xong liền khuỵu xuống hành lễ với lão thái thái nhánh cả lão thái thái đã vất vả vì chuyện của lão gia rồi lão thái thái nhánh cả đưa tay đỡ tiêu thị dậy trong này cũng có công lao của con bà ngừng một chút rồi hỏi trịnh gia có đưa tin gì mới không tiêu thị khẽ lắc đầu quay lại nhìn lâm di nhưng hôm qua trịnh thất tiểu thư có gửi thư cho lâm di Lâm Di cầm lấy phong thư của Trịnh Thất tiểu thư ra khỏi hộp thư, chờ đến khi bên cạnh không còn ai mới mở ra, trước tiên xem bên trong có tờ giấy nhỏ nào không mới đọc thư tờ giấy nhỏ lần trước của Chu thập cửu đã thay đổi thói quen của nàng. Nàng mở thư ra, bên trong có kèm theo một nhúm cỏ. Là câu đằng. Trên thư chỉ viết vẹn vẹn một dòng, thường xuyên nhìn thấy câu đằng ở Phúc Ninh. Câu đằng là loại dây leo, dài tới m. Lá mọc đối phiến lá hình trứng đầu nhọn, mặt trên bóng nhẵn, mặt dưới có phân mốc, ở kẽ lá có hai móc, giống móc câu, ở hai bên đối xứng như lá. Hoa thành hình cầu, quả nang, trong chứa nhiều hạt. Đây là thư của Chu Thập Cửu sai người gửi về cho nàng. Tiêu thị nhìn thấy văn thư nhận con thừa tử trong tộc viết, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, lão gia trở về, nhìn thấy chắc chắn sẽ rất mừng. Nói tới đây, ánh mắt bà lại ảm đạm đi tiêu thị hầu hạ lão thái thái nhánh cả nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó giúp Lâm Di thu dọn hòm xiềng. Lâm Di vừa thu dọn vừa kể lại chuyện trong tộc cho tiêu thị nghe. Nghe thấy chuyện các nàng dâu trong tộc đánh nhau vì hai đứa con trai của nhị lão thái thái đồng thị, tiêu thị cũng bật cười, sao họ lại có thể như vậy nhỉ? Nhà bên này thì không có gì ồn ào, tiêu thị kéo Lâm Di ngồi xuống cạnh mình, chỉ có từ tỷ tỷ con mới bị nhốt trong phòng chưa được hai ngày đã đổ bệnh cho nên nhị bá mẫu con đưa con bé tới tử trúc viện ở cùng mình, vừa dưỡng bệnh vừa học phép tắc luôn. Bệnh chỉ là cây cớ, nhị thái thái điển thị muốn giải vây cho Lâm Phương thôi. Mẹ đừng lo lắng quá, Lâm Di nhìn thấy vẻ u sầu trên mặt tiêu thị thì nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiêu thị thở dài, mấy ngày nay mẹ đi ngủ cũng thấp thỏm, chỉ sợ có tin tức gì xấu. Giờ lo lắng cũng chẳng làm được gì, nếu chu thập cửu cho người mang câu đằng vào kinh tức là bên phúc kiến đã có tin tức rồi sang hôm sau lâm di gửi tin bảo mình đã về cho trịnh thất tiểu thư và tề tam tiểu thư tề tam tiểu thư lại mời lâm di đến tề gia chơi lão thái thai nhánh cả cũng đồng ý cho bà tử thắp tùng lâm di đến tề gia làm khách vừa đón lâm di vào phủ tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư liền luôn miệng hỏi thăm lâm di từ tốn kể về cảnh vật ở thông châu cho hai tiểu thư tề ra nghe tề tam tiểu thư hâm mộ nói tiếc là chúng ta không có cơ hội ra ngoài như vậy tề nhị thái thái sai nha đầu bông hoa quả tới rồi thân thiết nói mấy câu với lâm di đã có lời dạo đầu thì câu kể tiếp cũng nói thuận miệng hơn nghe nói lần này lão thái thái nhánh cả đi tới nhà tổ là để xin phép được nhận cha cháu làm con thừa tự lâm di gật đầu vâng nhưng còn phải chờ cha cháu bình yên quay lại thì mới xong hết thủ tục tề nhị thật thái nở nụ cười tươi hơn cũng nên như thế lão thái thai nhánh cả bên đó đã lớn tuổi rồi cũng cần có người bên cạnh đỡ đần nói tới đây bà bắt đầu quanh co nghe nói bệnh ho khan của lão thái thai nhánh cả đã đỡ hơn nhiều lâm di ngẩng đầu lên nhìn thấy tề tam tiểu thư bĩu môi còn tề ngũ tiểu thư thì trau mày Hiển nhiên vô cùng không tán thành với cách làm của mẹ mình. Rốt cuộc là chuyện gì mà không thể nói thẳng ra nhỉ? Lâm Di mỉm cười, "Vâng, đúng là đỡ hơn nhiều rồi à?" Tổ tiên nhân gia từng nhậm chức ở Thái y viện, trong nhà cũng giữ không ít sách về y, không ngờ con cháu đời sau lại không thích nghề này, chỉ có mỗi một đứa làm y nữ, đáng tiếc, nữ giới chỉ có thể xem vài loại bệnh vặt hay bệnh thầm kín thôi." Tề Nhị Thái Thái thở dài rồi cười nhìn Lâm Di, cháu theo nhân ngữ thu tiên sinh chắc học được không ít về các loại thuốc nhỉ. Đổi lại là người khác lâm di sẽ không đáp, nhưng rõ ràng là tề nhị thái thái có chuyện muốn nhờ, mà nàng cũng không phải lần đầu qua lại với tề gia, cho nên thành thật đáp, biết được chút chút à. Tiên sinh dạy cháu vài đơn thuốc cơ bản, ngày thường cháu sẽ theo đó thay đổi một chút làm thành được thiện. Tổ mẫu hay ho khan, cháu làm mất lê, tổ mẫu dùng một thời gian liền đỡ hẳn. Tề nhị thái thái nghe thế liền mừng rỡ hỏi, chẳng hay loại mất lệ này có khó làm không? Chỉ hỏi nàng mất lê có dễ làm không chứ không nói là ai cần. Lâm Di nhớ tới Tề Tam tiểu thư từng nói Tề nhị Lang bị bệnh, vậy Tề nhị thái thái cần phương thuốc này hẳn để cho Tề nhị Lang rồi. Không nói rõ là vì không muốn Tề nhị Lang có liên quan gì tới nàng. Dễ lo à, Lâm Di nói thẳng luôn, lát nữa cháu sẽ viết ra giấy cho thái thái chẳng qua tật họ của tổ mẫu vốn là di chứng từ bệnh cũ cũng không nặng lắm mất lê cháu làm chỉ giúp bà thông cổ thôi chứ không có tác dụng gì với bệnh gốc cả tề nhị thái thái khó giấu nổi vẻ thất vọng nhưng tiên sinh từng dạy cháu một đơn thuốc rất hiệu quả cho bệnh họ tề nhị thái thái hẳn đã hỏi thăm kỹ rồi nhân gia nổi tiếng giỏi trị bệnh về phổi cho nên bà mới tới hỏi nàng lâm di bình thản nói tiếp chỉ là trong đó có một vị thuốc hơi khó tìm là vỏ quýt của khu hóa châu thái thái có thể phải tốn chút công sức vỏ quýt của hóa châu là cống phẩm ở ngoài chợ thường không bán thái thái nghĩ cách hỏi thăm giao thiệp một chút thì may ra bình thường cống phẩm đều được thưởng cho các gia đình huân quý trọng thân hay tổn thất chẳng những hào phóng chia sẻ đơn thuốc mà còn chỉ rõ làm sao lấy được vị thuốc cần thiết trần lục tiểu thư đúng là tốt bụng nếu không phải Trần Gia đang trong tình cảnh rối ren, thì dù địa vị nhà họ có hơi thấp một chút, đây cũng là một mối tốt. Tề nhị thái thái kéo tay Lâm Di, đứa bé ngoan, cháu vừa giúp ta nhiều lắm đấy. Lâm Di cười, vờ như không hiểu rõ nội tình, cháu cũng chỉ vừa vặn biết thử thái thái cần thôi. Hơn nữa, đơn thuốc này thái thái vẫn cần tìm lang chung đến xem lại, để phòng ngộ nhỡ có chỗ nào không thích hợp ngoài ra xin thái thái giữ kín phương pháp chế cao cháu chưa xin phép nhân ngữ thu tiên sinh cho nên không tiện truyền ra ngoài tề nhị thái thái gật đầu cười tít mắt ta biết rồi lần đầu tiên một mình tới nhà người khác làm khách đương nhiên không thể ở tại quá câu lâm di cũng sớm cho người chuẩn bị xe ra về đưa tiễn lâm di về xong tề tam tiểu thư cau mày trách tề nhị thái thái mẹ làm gì vậy mẹ thật sự cho rằng trần lục tiểu thư nghe không hiểu à còn với muội muội xấu hổ chết đi được, trước đó rõ ràng muốn kết thân với Trần gia, bây giờ chẳng những không nhắc tới còn muốn đề phòng người ta, nhà chúng ta dù gì cũng là dòng dõi thư hương, làm vậy không sợ người ta cười sao?" Tề Nhị Thái Thái nhíu mày, "Sao con lại nói thế? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho Trần Lục tiểu thư thôi. Cả cha con nói phải chờ ca ca con qua được kỳ thi mùa xuân mới bàn tới chuyện cầu hôn." Tề Tam tiểu thư nhướng đôi mắt vừa định cãi tại tiền bị tề ngũ tiểu thư kéo tay. Không nói thì sẽ nghẹn chết ta, tề tam tiểu thư tức giận hất tay muội muội ra, cha với mẹ muốn trèo lên nhà cao hơn thì có, chỉ biết nhìn lên cao thôi, coi chừng ngã đau rồi tại hối hận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 100, từ chối. Tề nhị thái thái giận xanh cả mặt, lập tức muốn tìm đồ đánh tề tam tiểu thư, tề tam tiểu thư cũng không tranh né, nếu mẹ cảm thấy con nói sai thì đánh chết con đi cho hà giận tề nhị thái thái lập tức đỏ mặt rưng rưng nước mắt con cho rằng mẹ muốn vậy sao trần gia bây giờ đang trong tình cảnh gì ca ca con học hành dễ dàng làm sao chẳng lẽ chấp nhận chưa đỗ tiến sĩ mà đã bị kéo chân trần gia xa sút thì nhà chúng ta phải chịu liên lụy cùng ư tề tam tiểu thư vẫn không chịu thua thể thì từ ban đầu đừng có liên tục thân cận với nhà người ta Tề Nhị Thái Thái tức đến nghiến răng, "Con nhỏ này, mẹ cực khổ nuôi mày mà mày chỉ biết bênh người khác, quở trách mẹ mày à?" Tề Ngũ Hiệp thư tiến lên khuyên nhủ Tề Nhị Thái Thái, "Mẹ đừng nóng giận, có phải mẹ không biết tính của Tam tỷ đầu, chúng con lại thân với Trần Lục tiểu thư như vậy." Vừa nói, nàng vừa nháy mắt với tỷ tỷ, bấy giờ Tề Tam tiểu thư nói ngoan ngoãn trở về phòng mình. Tề Nhị Thái Thái cầm khăn lau khóe mắt, đúng là làm ta tức chết đi được đến đêm tề nhi lão gia trở về nghe kể lại cũng phẫn nộ mắng tê nhị thái thái đã sớm bảo bà đừng lo nghĩ tới chuyện này mà bà không nghe cứ yên tâm chờ con trai mình có tiền đồ thì bà tự nhiên cũng có ngày nổi danh thôi khăng khăng học theo người ta ra ngoài chắp nối lôi kéo giờ mới ra có sự ta đã nói rồi bây giờ cục diện chính trị rất lộn xộn một bước cũng không thể đi sai hiện nhi còn nhỏ tuổi chỉ vừa thi đậu cử nhân thôi, tại sao không thể chờ đến sau kỳ thi mùa xuân, ghi tên lên được bảng vàng rồi hãy bàn tới chuyện cưới hỏi chứ. Tề nhị thái thái liền ỉu xìu, ta chỉ sợ ngộ nhỡ thằng bé thi không tốt. Muốn vào quan trường thì phải cân nhắc kỹ lưỡng tất cả mọi khả năng, hưng ca bên nhà đại ca cũng chỉ đậu nổi cử nhân đó thôi. Nếu không nhờ tranh thủ đính hôn với nhà họ cảnh trước kỳ thi mùa xuân thì làm sao nó có thể cưới được cảnh tiểu thư chứ? ta cũng vì nghe nói nhánh cả Trần Gia muốn nhận Trần Tam Lão Gia làm con thừa tử, Trần Tam Lão Gia lại ở lại kinh làm quan. Tuy chức quan tổng ngũ phẩm không cao, nhưng lúc trước nhà người ta là huân quý, Lão Gia cũng nói hai năm vừa qua Hoàng thượng liên tục phục tước cho vài huân quý, nói không chừng chân ra xe. ngột kép, chỉ biết nghe mấy lời đồn thổi vô căn cứ của đám đàn bà bên ngoài kia thôi. Tề nhị lão gia giàn mạnh chén trà xuống bàn, nếu bà đã nghĩ vậy thì đặt vấn đề với trần gia đi tại sao còn để lâm gia quậy ra trận kia còn chưa chính thức đặt vấn đề cưới hỏi mà bà đã làm mất mặt nhà chúng ta rồi tề nhị thái thái đỏ mặt bà vừa mới nhắc tới trần lục tiểu thư với lão gia thì không ngờ lại được tin lâm gia muốn kết thân với trần gia lúc ấy lão gia còn nói lâm đại lang thi đấu giải nguyên còn con mình chỉ là một cử nhân vô danh thôi có thể thấy trần gia cũng một lòng muốn trèo cao nhưng về sau chuyện kết thân giữa lâm gia và trần gia bị dở dang nửa chừng người lâm gia muốn cưới trở thành tiểu thư nhà thôi ngự sư khi nghe ngóng được nhà gái không phải là trần gia bà cũng nhẹ nhõm được một ít chỉ là không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện của trần tam lão gia thấy trần lục tiểu thư tướng mạo không tệ ta mới sinh ra ý định đó tề nhị thái thái phân bua hôn nhân của vũ ca là do lão gia chọn khuê nữ của tôn gia tốt nhưng miệng lại như nốt hồ lô ở với tam tỷ và ngũ tỷ mà cả ngày không nói được câu nào ta cũng chỉ muốn về sau già bên cạnh có người nói chuyện mà thôi tề nhị lão gia trau mày cho nên mới nói tóc bà dài mà tầm nhìn hạn hẹp tiền đồ của con trai quan trọng hay máy tính toán nhỏ nhặt đó của bà quan trọng tề nhị thái thái không còn lời nào để nói nhớ tới đơn thuốc của trần lục tiểu thư viết thì liền lấy ra đưa cho tề nhị lão gia Trần Lục Tiểu Thư là đồ đệ của nhân ngữ thu, phương thuốc này chắc dùng được. Tề nhị lão gia nhìn nét chữ nhỏ nhắn nhưng mượt mà xinh đẹp trên giấy. Nữ giới mà có thể luyện ra bút pháp như thế đúng là chẳng đơn giản, không khỏi vuốt dâu nhìn kỹ hơn, xem ra danh tiếng tài nữ của nhân ngữ thu tiên sinh không phải là giả. Tề nhị thái thái mỉm cười, lão gia nói vậy tức là chữ thật sự rất tốt. Tề nhị lão gia trả đơn thuốc lại cho tề nhị thái thái ta nhìn thì thấy không có vấn đề gì để tiên sinh nhìn qua rồi thử cho hiên nhi dùng xem sao còn về hôn nhân của nó chờ đến sang năm rồi hãng nói tề nhị thái thái biết lão gia cũng chỉ nghĩ cho nhà thôi cho nên cũng gật đầu dù gì cũng chưa cần tình gấp chuyện cưới hỏi của mấy đứa con đặc biệt là con trai đang phấn đấu cho tương lai ít nhất phải có được kết quả của kỳ thi mùa xuân như thể mới dễ đi kết thân với người ta Tề nhị lão gia đứng lên, ta đi xem hiên nhi một chút. Ông quay lại nhìn tề nhị thái thái, bà hãy chọn hôm nào đến trần gia cảm ơn trưởng bối nhà họ, lén lút hỏi xin đơn thuốc như vậy thì ra thể thống gì. Tam tỷ nói không sai, đừng để người ta xem thường nhà chúng ta. Tề nhị thái thái nghe vậy liền cúi gằm đầu. Cùng lúc đó tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư cũng ở trong phòng nói chuyện. Tề tam tiểu thư bất bình nói, ta thấy cha với mẹ đúng là càng già càng hồ đồ. Cha làm thầy nhưng cũng phải bỡ đỡ cha mẹ của mấy người đó đấy thôi. Sống đến tuổi này rồi mà còn sợ phiền phức, nhị ca chỉ mới thi đậu cử nhân mà mắt đã để lên chán rồi. Tề ngũ tiểu thư rót trà cho tỷ tỷ mình, được rồi, được rồi, đừng nói là hôn nhân của ca ca, cho dù là của chính mình. Chúng ta cũng đâu được phép nói gì, tề tam tiểu thư tức tối rậm chân, phụ thân của Trần Lục tiểu thư đang phát hỏa không rõ. Mẹ sợ bị người ta liên lụy thì đừng lên tiếng xin sò người ta, ta có nói gì sai sao? Tề tam tiểu thư vừa dứt lời, ngoài cửa liền vọng vào tiếng ho khan, tề trọng hiên cau mày nhìn hai muội muội hai muội Đang nói gì vậy, mẫu thân làm sao? Tề ngũ tiểu thư ấp úng không dám nói, còn tề tam tiểu thư thì tức giận bỏ vào buồng trong. Tề Trọng Hiên vốn đã nghe ra được một ít nên đi thẳng tới phòng Tề Nhị Thái Thái, vừa vặn gặp Tề Nhị Thái Thái cho người cầm đơn thuốc đi gặp Lang trung. Nét chữ trên đơn thuốc rõ ràng là do nữ giới viết, kết hợp với sự kiện hôm nay Trần Lục tiểu thư đến chơi, Tề Trọng Hiên lập tức hiểu ra. Y lập tức sầm mặt, cứng nhắc hỏi: "Mẫu thân lấy được đơn thuốc này từ đâu vậy?" Tề Nhị Thái Thái cười nói: "Con đừng để ý, là mẹ hỏi thăm được" lát nữa sẽ để tiên sinh tề trọng hiên ngước mặt lên bên thái dương mơ hồ nổi gân xanh mẫu thân mau trả đơn thuốc này lại đi không thể thản nhiên kết giao với người ta thì đừng che che giấu giấu bình thường con trai không thích nói chuyện cũng hiểm khi nổi cáu sao hôm nay lại vì một đơn thuốc mà sao mẫu thân lại làm vậy tề trọng hiên chợt gặp người ho khan tiếng ho nghe vô cùng dọa người tề nhị thái thái không nên nổi sự đau lòng thằng bé này gấp cái gì hả sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi phải mau chị hết bệnh thì mới thi tốt được chứ cho nên bà mới trăm phương nghìn kế tìm cách nghe được tam tỷ kể lúc ở trần gia nhìn thấy lão thái thái nhánh cả nhà họ nhờ ăn một loại thuốc mà khỏi họ bà liền nhớ ra nhân gia vốn nổi tiếng mát tay chữa bệnh phổi nhưng tính cách người nhà họ nhân rất quái gở bọn họ làm gì dám trương mặt ra đi hỏi cho nên mới bất đắc dĩ đành nhờ cậy Trần Gia. Lão thái thái nhánh cả Trần Gia rất tinh tường, bà đương nhiên không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Nhưng bà thấy hỏi xin Trần Lục tiểu thư đơn thuốc cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, đầu đến mức cả nhà vì chuyện này mà nổi giận với bà. Sắc mặt tề trọng hiên càng lúc càng khó coi, chỉ vì muốn trị khỏi bệnh cho con tê. Nhờ cậy người ta, mà còn đánh vào mặt mũi của người ta mẫu thân dựa vào cái gì chuyện này có nghiêm trọng đến vậy sao thật ra lúc mở miệng hỏi xin bà cũng cảm thấy không ổn trần lục tiểu thư là một cô nương khôn khéo làm sao không phát hiện ra nhưng bà thật sự không ngờ cô bé lại sảng khoái giao đơn thuốc cho bà như vậy con dưỡng cho khỏi bệnh đi rồi mẹ sẽ đến nhà họ cảm ơn hiến nhi chưa bao giờ lớn tiếng với bà cả mẫu thân tề trọng hiên ngẩng đầu lên nếu mẫu thân không đi nhờ cậy trần ra một cách đường hoàng, con sẽ không dùng tới thuốc này. Tề nhị thái thái kinh ngạc, thế này là thế nào? Lâm Di trở về liền kể lại chuyện đơn thuốc cho lão thái thái nhánh cả nghe. Lão thái thái nhánh cả nhíu mày, sao tề ra lại có thể làm như vậy? Ngẫm kỹ lại, quả thật khiến người ta khó chịu. Tiến sĩ tuy đáng quý nhưng cũng đâu phải chỉ mình con trai nhà họ thi đậu được. Nếu không phải vừa ý tính cách của thằng bé đó, ta đã chẳng buồn thân cận với nhà họ. Lâm Di xoa bóp vai cho lão Thái Thái nhánh cả, cũng đâu có gì to tát à, chỉ là một đơn thuốc thôi mà. Lão Thái Thái nhánh cả ngạc nhiên nhướng mày, cháu nghĩ thoáng thật đấy. Hôn nhân là chuyện người tình ta nguyện, cho dù không có phần liên kết này thì tể nhị Thái Thái cũng đã mở lời rồi, còn có thể không giúp đỡ sao? dẫu gì chuyện cưới hỏi giữa nàng và tề nhị lang cũng chưa được chính thức bàn luận trải qua sự kiện với lâm gia tề gia vốn có khoảng cách với nhà nàng lâm sương từng nói nhà nào cũng muốn kỹ lưỡng chọn một mối tất cả huống chỉ đến ước định bằng miệng cũng không có nhà họ muốn tránh bị liên lụy cũng không trách được tổ mẫu vừa ý phẩm hạnh tốt của tề nhị cang nên cũng đưa đầy với người ta mà nói qua cũng phải nói tải hai bên đều có quyền tự do cân nhắc chọn lựa bớt xét nét thì sống sẽ thoải mái hơn. Lão thái thái cười nói, con bé này, chỉ biết khéo miệng giúp ta giải sầu là giỏi. Nhà bọn họ muốn chờ qua kỳ thi mùa xuân, vậy chúng ta cũng sẽ chờ xem bảng vàng, đến lúc đó thanh niên tài tuần đầy cả giá thì sợ gì. Cháu vẫn còn nhỏ tuổi, ta cũng không nỡ gả cháu đi sớm. Chưa kể cho cháu mà bình an trở về, tất nhiên liền lập được đại công, khi ấy nhà môn đăng hộ đối với cháu sẽ nhiều hơn hẳn. Bên nhánh cả trần gia thì yên bình, phía nhánh thứ hai lại đang dối tung cả lên. Đại thái thái đồng thị từ trong tộc trở về, nhị lão thái thái liền tránh mặt không gặp. Đại thái thái đành phải ra đòn sát thủ, quỳ suốt ba ngày ở ngoài cửa phòng của nhị lão thái thái khóc lóc, thậm chí lôi cả nhà mẹ đẻ ra chỉ để xin được gặp mặt. Nhị lão thái thái đồng thị nắm chặt đầu bạc của quái trưởng, âm u nói, trưởng tử thì nên ở nhà kế thừa hương hỏa tương lai chẳng phải toàn bộ nhánh thứ hai đều vào tay các cô cậu hay sao cô cậu cần gì tranh với đệ đệ chứ không nói tới chuyện nhánh cả có thể lấy lại tước vị hay không cho dù có cơ hội phục tước thì cũng phải lập công mới tranh thủ được cô nhìn xem trần doãn ninh có khiếu làm quan hay không nhị đệ cô vừa mới nhậm chức hộ vệ mà đã kết giao được với không ít con cháu nhà huấn quý làm quan thì phải biết khéo léo móc nối quan hệ bằng không sẽ giống lão tam chẳng những không thể thăng chức mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Hai đứa nó đều là con ta sinh, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay thì đều là thịt cả, ta hy vọng tất cả đều được vinh hoa phú quý. Đâu phải ai cũng có khả năng đi trên con đường làm quan này, đó cùng lắm cũng chỉ là một cái danh thôi. Trước vẻ mặt đanh thép và những lời giao huấn khắc nghiệt của nhị lão thái thái đồng thị, đại thái thái thấy cổng rét lạnh, nếu chỉ cả một cái danh thì sao còn phải tốn hao nhiều sức như vậy để tranh đoạt chứ cô mẫu ơi người trách quan con rồi đâu phải con không muốn nhường nhị thúc làm con thừa tự của lão thái thái nhánh cả chỉ là lâm phương làm ra mấy chuyện như vậy trong tộc đều thấy không vừa mắt lão thái thái nhánh cả đã tạnh lòng với bên nhị thúc còn nói với trưởng bối trong tộc rằng nếu tam thúc không thể trở về bà ấy sẽ chọn người trong tộc làm con thừa tự con thật sự không muốn để người ngoài hưởng lợi cho nên mới ngộp kép phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn